Trong tập trước, Tiêu Viêm giúp người bạn cũ là Liễu Kình giành quyền kiểm soát không gian trùng động, qua đó lọt vào mắt xanh của Xích Hòa trưởng lão, được lão dẫn về phần viêm cốc. Sau đó, Tiêu Viêm vượt qua khảo nghiệm dị hòa của cốc chủ phần viêm cốc Đường Chấn, cùng với vị cốc chủ này luyện chế thất phẩm đan dược Hòa Bồ Đan. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Sau khi phân phó mọi việc thỏa đáng, sắc mặt của Đường Chấn cũng dần trở nên ngưng trọng. Tay áo vừa vung lên thì liền thấy có một vật thể từ trong nạp giới bay ra, sau đó nặng nề đặt trên trung tâm bãi đá, làm cho cả bãi đá cũng phải hơi chấn động. Vật thể vừa xuất hiện là một cái dược đỉnh khổng lồ, toàn thân đỉnh đều là màu đỏ. Ngay trên thân của dược đỉnh có những đồ án khắc hình núi lửa phun trào, lúc nhìn qua gây cho người ta cảm giác có một cỗ hơi thở vô cùng cuồng bạo đang tuôn trào ra. Sơn Dòng Đỉnh, đây chính là bảo vật trên thiên đỉnh bằng, không ngờ rằng vật này ở trong tay của Đường cốc chủ, quả nhiên làm cho người ta hâm mộ. Nguyễn đại sư nhìn thấy cái dược đỉnh màu đỏ này thì vẻ hâm mộ lập tức xuất hiện trong mắt, động thủ. Ngay khi các dược liệu tinh thuần đã được tinh luyện xuất hiện thì Đường Chấn cũng trầm giọng nói xuống. Nghe thấy lời nói của Đường Chấn, Tiêu Viêm cùng Nguyễn đại sư cũng khẽ hít sâu một hơi, sau đó lực lượng linh hồn khẽ quét ngang thu lấy dược liệu của riêng mình, sau đó dùng lực lượng linh hồn của mình bao bọc. Ngay lập tức, ngọn lửa bao bọc ở bên ngoài cũng bùng phát lên, bắt đầu từ từ tinh luyện dược lực, thong thả dung hợp. Trên bệ đá vô cùng im lặng, chỉ có âm thanh của ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Tiêu Viêm cùng Nguyễn đại sư đều đang nhắm chặt đôi mắt, tâm thần ngưng tụ lại thao túng lực lượng linh hồn bên trong dược đỉnh. Sự phức tạp khi luyện chế Hỏa Bồ Đan có chút vượt qua sự dự đoán của Tiêu Viêm cùng Nguyễn đại sư. Nếu cứ dựa theo thế này mà tính toán thì thời gian lần này nếu không hơn 10 ngày thì tuyệt đối không thể luyện chế thành công được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách hay. Nhận thấy sự kháng sự của hai giọt chất lỏng ngày càng mãnh liệt hơn, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, rồi tâm thần liền động. Chỉ thấy lực lượng linh hồn đang tràn ngập khắp đỉnh nhất thời hội tụ lại, sau đó điên cuồng tạo nên áp xúc mạnh mẽ đối với hai giọt chất lỏng. Luyện đan nhiều năm như vậy, ta cũng không tin hôm nay không giải quyết được hai vật nhỏ như các ngươi. Tiêu Viêm dường như cũng vì luồng năng lượng cuồng bạo trong hai giọt chất lỏng này làm điên lên. Trong lòng chấn định, lực lượng linh hồn bàng bạc bên trong dược đỉnh nhất thời ngưng tụ thành hình dạng một cơn lốc xoáy, điên cuồng xoay tròn đánh đến. Ngay khi lực lượng linh hồn hóa thành lốc xoáy xoay tròn thì áp lực bên trong cũng nhất thời bạo tăng lên. Mà ở dưới áp lực hung hãn này thì hai giọt chất lỏng xanh hồng rốt cuộc cũng chậm rãi tiếp xúc, sau đó mạnh mẽ dính với nhau. Hai giọt chất lỏng vừa mới dính với nhau thì tâm thần Tiêu Viêm liền động, áp lực bạo tăng kia nhất thời cũng giảm thấp. Mà ngay giây khắc này, một ngọn lửa xanh biếc cũng vô hình hiện lên, bao quanh lấy hai giọt chất lỏng xanh hồng kia. Từ lúc áp lực từ từ giảm bớt cho đến khi phóng thích ngọn lửa xanh biếc kia, Tiêu Viêm làm vô cùng hoàn mỹ. Nếu như trong lúc này mà có bất kỳ sai lầm nào sẽ gây nên thương tổn đối với dược lửa, qua đó làm giảm tỷ lệ đan thành. Trong lòng hít sâu một hơi, Tiêu Viêm mạnh mẽ đè cái cảm giác lực lượng linh hồn đang suy yếu kia đi, ngưng thần khống chế áp lực của linh hồn của độ lửa. Mà dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa xanh biếc cùng áp lực linh hồn thì hai giọt chất lỏng xanh hồng kia cũng dần trở nên hòa tan với nhau. Một luồng ánh sáng mặt trời lặng yên từ trong bầu trời đêm tỏa ra, phá vỡ bóng đêm trong sơn cốc. Mà ở ngay lúc luồng ánh sáng đó xuất hiện thì năng lượng thiên địa trong phần viêm cốc khổng lồ đột nhiên mạnh mẽ nổi sóng khởi dậy. Trên bệ đá, Đường Chấn vốn đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có sự mừng rỡ như điên nhìn lên trung tâm bãi đá. Ở nơi ấy, từ bên trong dược đỉnh đột nhiên có một mùi đan hương phiêu tán ra. Ầm ầm, đan lôi, hắn thật sự thành công ư? Làm sao có thể? Nhìn thấy đám mây đen ở cuối đường chân trời, thân thể của mấy vị luyện dược đại sư kia nhất thời cứng ngắc lại. Một âm thanh khó tin thì thào từ trong miệng chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm khẽ vươn tay đưa địa yêu khôi về lại trong nạp giới, sau đó mắt nhìn về dược đỉnh. Ở trong đó có một quả đan dược rất tròn có hai màu xanh hồng đang chậm rãi xoay tròn, trong lúc xoay tròn còn tỏa ra mùi đan hương làm cho người khác phải thoải mái. Đây chính là Hỏa Bồ Đan sao? Nhìn vào quả đan dược màu xanh hồng trong dược đỉnh một hồi, Tiêu Viêm không khỏi cười lên. Đường cốc chủ, giao nó cho ngươi. Nham Cư tiểu hữu, đa tạ rồi, phần ân tình này lão phù nhớ kỹ, nhận ủy thác của người mà làm việc thôi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, thật không ngờ ngươi lại có thiên phú luyện đan như vậy. Ngươi chính là Nham Cư muốn lấy thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc ta. Một âm thanh già nua không chậm không nhanh đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn lại, đó chính là lão giả Bạch Phát ngồi bên cạnh Đường Chấn. Đối với câu hỏi của lão giả, Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật gật đầu. Lão phu là tam trưởng lão của phần viêm cốc Ngô Thần, đối với việc ngươi giúp cốc chủ luyện chế ra Hỏa Bồ Đan thì lão phu thay mặt phần viêm cốc hết sức cảm ơn ngươi. Sắc mặt Ngô Thần lạnh nhạt, nhưng sau đó lại nói tiếp, nhưng thiên hỏa tam huyền biến chính là bí mật bất truyền của phần viêm cốc ta, trong cốc có quy củ không thể truyền ngoài được. Đoạn thời gian trước lão phù vừa vặn đi qua Bắc Vực ở Trung Châu một chuyến, biết gần đây bên Bắc Vực đó có xảy ra một chuyện ồn ào huyên náo. Đó chính là chuyện một người thanh niên có ân oán với Phong Lôi Các, hơn nữa còn đơn thương độc mã tiến vào Phong Lôi Sơn, đánh bại Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các rồi nghênh ngang rời đi. Người thanh niên này tên là Tiêu Viêm. Nhị trưởng lão khẽ cười một tiếng,
đột nhiên thâm ý nhìn Tiêu Viêm một cái, nói, lão phu nghĩ, Tiêu Viêm cùng Nham Kiêu tiểu hữu đây chắc là cùng một người đi. Đối với phần đông ánh mắt kinh ngạc trong đại điện, Tiêu Viêm vẫn không đổi sắc mặt, liếc nhìn hồng bào lão giả một cái, thản nhiên nói, tại hạ đúng là Tiêu Viêm, nhưng chuyện này có quan hệ gì, cũng chỉ là đổi tên mà thôi. Nhìn thấy Đường Trấn có chút khó chịu, trong lòng nhị trưởng lão cũng có chút áy náy, mở miệng nói, chuyện này vô cùng quan trọng, không thể coi như là việc bình thường, cho nên lão phu sẽ đích thân khảo nghiệm. Nếu như Tiêu Viêm có thể chống đỡ lão phu được 10 hồi thì coi như chuyện thiên hỏa tam huyền biến tùy ý để cốc chủ quyết định. Nể tình ngươi trợ giúp cốc chủ luyện chế hỏa bồ gian, cho dù ngươi không thông qua khảo nghiệm thì cũng sẽ cho phép ngươi một lần nữa tuyển chọn công pháp hoặc đấu kỹ, chỉ cần đó không thuộc danh sách đứng đầu của phần viêm cốc. Tiêu Viêm khẽ bước lên hai bước, đấu khí trong cơ thể cũng đột nhiên vận chuyển nhanh hơn, rồi sắc mặt dần ngưng trọng lại, lãnh bạc nói, ra tay đi. Ngô Thần nghe thấy thế thì cười to lên hai tiếng, tiếng cười thấm nhuộm đấu khí bàng bạc nên vang to lên như sấm, mà thân hình cũng khẽ động, thoáng cái đã biến mất đi. Trong mắt của các đệ tử phần viêm cốc thì Ngô Thần lúc này đã biến mất một cách quỷ dị, còn đối với Tiêu Viêm thì lại có thể mơ hồ thấy được một tàn ảnh màu đỏ mang theo tiếng xé gió chói tai đột nhiên ập tới. Đôi mắt hơi híp lại, lòng bàn chân Tiêu Viêm khẽ lóe lên chút ngân quang, thân thể run lên, phịch, nắm tay màu đỏ quỷ dị hiện lên rồi oanh kích thật mạnh trên lồng ngực Tiêu Viêm, rồi một đạo âm thanh trầm thấp vang lên trực tiếp xuyên qua lồng ngực Tiêu Viêm. Tàn ảnh, hắc hắc, chắc đây chính là tam thiên lôi động của Phong Lôi Các đúng không? Quả nhiên có chút môn đạo. Phốc, thân hình vừa mới động thì đột nhiên có một bàn tay to màu đỏ rực đánh tới ngay bụng của Tiêu Viêm, chỉ mới lướt qua thôi nhưng Tiêu Viêm cũng cảm nhận được da đau hẳn lên. Thuần Dương Lạc Thủ, vừa mới tránh đi đòn hiểm, Tiêu Viêm còn chưa kịp ổn định lại thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh đánh tới. Vừa xoay người lại thì đã thấy bàn tay to màu đỏ đó đột nhiên quỷ dị kéo dài thêm một nửa, cổ tay chuyển một cái đã vỗ vào phần trên eo của Tiêu Viêm. Răng rắc, một âm thanh trầm thấp vang lên, trong khi mọi người chung quanh kinh hãi kêu lên dưới cảnh tượng vừa rồi thì thân hình Tiêu Viêm đã bị đẩy ngã ra sau, bàn chân đạp một cái trong hư không thì đã quay cuồng trong không trung, sau đó ngồi lên trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, ở khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Đấu kỹ quỷ dị kia của Ngô Thần làm cho hắn chịu thiệt không nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta mà không thi triển phần nộ hỏa liên thì sẽ không kiên trì đến cùng được rồi. Tiêu Viêm thầm nghĩ, lẩm bẩm nói, cũng đến lúc kết thúc rồi. Ngô Thần bình thản nhìn Tiêu Viêm đang lui về sau, cước bộ lại lần nữa động, còn muốn chạy. Tốc độ của đạo thân ảnh kia tuy cực nhanh nhưng vẫn bị Ngô Thần phát hiện. Hắn thoáng sửng sốt một chút rồi cười lạnh một tiếng. Thân hình vừa chuyển thì đã hiện ra ngay trước mặt đạo thân ảnh đó. Bàn tay to màu đỏ mạnh mẽ vỗ một cái lên lưng của Tiêu Viêm. Một trường này vô cùng mạnh mẽ, cổ lực đạo đó trực tiếp chụp lấy Tiêu Viêm rồi quăng ra phía xa trong những tiếng kinh hô sợ hãi của đám người chung quanh. Tiêu Viêm bị quăng ra xa đến cả trăm thước, lúc rơi xuống mặt đất trực tiếp làm cho sàn nhà cứng rắn đó phải nứt ra, hiện lên vô số khe nứt. Thân hình Tiêu Viêm rơi trên mặt đất, thân thể hơi lảo đảo một chút, vừa muốn đứng lên thì Ngô Thần đã cau mày lại. Thân hình vừa động thì cánh tay của hắn đã đặt lên trên cổ của Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi đưa lên, thản nhiên nói, nhận thua đi. Lão phu nếu muốn giết ngươi thì ngươi đã sớm mất mạng. Tiêu Viêm bị Ngô Thần chụp lấy cổ, hai chân hơi rẫy rẫy trông có vẻ thống khổ vô cùng, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên nụ cười quỷ dị, khàn khàn nói, lão già, ngươi còn non và xanh lắm. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm thì bỗng nhiên Ngô Thần hơi nao nao, còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại thì Tiêu Viêm đang bị hắn chụp lấy cổ nổ ầm một tiếng rồi lặng yên biến mất. Linh hồn phân thân, sắc mặt Ngô Thần hơi trầm lại, một lát sau thì trong miệng đã phát ra bốn chữ. Nói xong câu đó thì Ngô Thần vung tay lên, lập tức có những khe nứt không gian lan tràn ra khắp nơi, rồi chợt điểm chân một cái, ầm ầm, một âm thanh lo rõ vang lên, thân thể Ngô Thần hóa thành một đạo cầu vồng đỏ rực nhanh như một tia chớp xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Khuôn mặt già nua của hắn lúc này cũng vô cùng dữ tợn, Thái Ất Hỏa La Trường, bàn tay cực lớn giờ phút này cũng bị một đạo hồng quanh chói mắt bao phủ, sau đó lấy một thanh thế khổng lồ trực tiếp đánh xuống Tiêu Viêm ở phía dưới. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn luồng hỏa diễm đang bao phủ trên đầu mình thì hắn cũng chậm rãi nở nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay vừa nâng lên thì một đóa hỏa liên tam sắc tinh xảo đã hiện ra ngay giữa bàn tay. Đóa hỏa liên tam sắc vừa xuất hiện thì sắc mặt Đường Trấn bỗng trở nên biến sắc hẳn đi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.